Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SPTN, còn ít ngày nữa là xuân tân mão đến. Thành phố San Jose rộn rịp tấp nập việc bài bán mua sắm đón Tết của người Việt tại đây. Xuân sắp về, là người Việt ly hương chợt nhớ điều gì? Ngày xuân về vẫn nhớ quê hương, nhớ dòng sông mà ngày xưa mình đi tắm. Ở đây thì chỉ có một bộ phận nhỏ của gia đình thôi là có thể gặp nhau ngày xuân, cho nên là cũng cái không khí nó thiếu cái sự ấm cúng cũng như là thiếu sự vui vẻ. Điều mà làm cho mình chạnh lòng hơn nữa là nghĩ đến những người còn ở Việt Nam dưới cái chế độ cộng sản, mà bà con luôn luôn lúc nào cũng sống dưới cái sự thiếu thốn và còn đầy những sự lo âu. Tôi mong ước làm sao để cho đất nước được sự thanh bình, tự do. Chợt nhớ những cái Tết để quê hương, những Tết trước năm 75, đầy ắp tình người, đầy ắp tình làng nghĩa xóm. Ở đây, tuy là người Việt, ở thành phố này trên 100.000 dân Việt Nam sống ở đây, nhưng mà vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, người ta phải lo đi tìm job, cho nên cái vấn đề mà tưởng xuân nó có khác ở Việt Nam rất nhiều. Tức là Mai thì cảm thấy là rất là hạnh phúc và rất là may mắn đã được có một cái chức vụ để đại diện cho cộng đồng Việt Nam ở đây. Và Mai xin nghĩ lại là lúc mình mới sang Mỹ chỉ là một đứa bé rất là nhỏ, và Mai xin cũng lớn lên ở thành phố Modesto. Và mỗi lần nhắc tới thành phố San Jose thì Mai xin cảm thấy như là có rất là nhiều đồng hương Việt Nam, cộng đồng Việt Nam ở đây rất là đông. Và Mai xin nhớ là rất là ước mơ có thể đến được tham gia cái hội chợ Tết ở cái fairground. Mỗi độ xuân về, lòng tôi nó quặn đau, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ tới anh em, những nhà đấu tranh dân chủ đang bị cầm tù, đang bị quản thúc, đang bị đàn áp một cách dã man. Đồng bào tôi thì không đủ ăn, phải lo chạy từng miếng cơm manh áo. Tuổi trẻ thì thất học, người già cô độc không có nơi nương tựa. Đem cả mạng sống mình để mà đổi lấy sự tự do. Nhưng mà ngày hôm nay đã rất nhiều người quên đi những chuyện đó. Cái người về để hưởng thụ, về để ăn chơi, hưởng những cái thú vui trong những cái dịp xuân này, thì tôi nghĩ là những người đó không biết gì về cộng sản như thế là những người không có đầu. Những người mà giờ này mà còn tiếp tục vui chơi với lại những cái trò vui mà của Việt Cộng nó bày ra đó, thì những người đó là những người không có trái tim. Phóng sự ngắn do Nghi Lữ thực hiện từ San Jose.